Xin chào, 500 anh em đã quay trở lại với channel Phan Lê Đức Phi. Tiếp tục với chương một thông tin nhanh One Piece chapter mới. Trước khi bắt đầu vào nội dung chính, tôi khuyến cáo rằng video này sẽ tiết lộ rất nhiều nội dung trong chapter mới sắp ra mắt. Vì thế các bạn có thể dừng lại ngay tại đây nếu không thích điều đó. Và chapter 1030 sắp tới tiếp tục là một chapter vô cùng đặc sắc với rất nhiều thông tin nóng hổi vừa thổi vừa ăn liên quan tới sự xuất hiện trở lại của Kanjuro và Orochi, đặc biệt là màn thể hiện của Kick và Law trước Tứ Hoàng Big Mom. Còn cụ thể như thế nào thì ok, không để các bạn chờ thêm nữa. Chúng ta hãy cùng ngồi xuống em miếng bánh nút trang trà và tìm hiểu về một vài thông tin nhanh One Piece chapter 1030 sắp tới. Tiêu đề của chapter 1030 là âm vang vô thường của vạn vật. Hiện tại quay xe, chú tể cua gấp, kẻ hiệu diệt giả thiết, không ai khác chính là Thánh Đồ Đa của chúng ta. Ông đưa chúng ta đi từ bất ngờ này đến những bất ngờ khác, với những cú flotic không thể ngọt ngào hơn. Và thông tin đầu tiên của chapter 1030 này là minh chứng rõ nét nhất cho điều đó. Ta lúc nào cũng ghê tởm mày. Những lời nói nhẹ nhàng rất dịu dàng của Ixtrak dành cho Abu. Còn Abu thì cũng có những lời lẽ êm dịu ấm áp dành cho Ixtrak. Con mẹ mày, Ixtrak. Nhưng đó là quá khứ, còn ngay lúc này thì sao? Có vẻ như Abu và Ixtrak thay vì tiếp tục đâm nhau thì đã ngồi xuống ăn bánh uống trà, thảo luận về việc thành lập một liên minh hải tặc mới. Bất ngờ hơn nữa là còn có sự xuất hiện của cả ba tên number được đánh số từ 123. Có nghĩa vẫn còn một tên number chưa xuất hiện. Có lẽ Ixtrak cũng biết về liên minh Kick Hawking Abu trong quá khứ và Abu là một kẻ lương lẹo như thế nào. Nhưng nếu những lợi ích mà Abu đem lại lớn hơn rất nhiều lần so với rủi ro thì việc Ixtrak đồng ý liên minh cũng không có gì lạ. Với những gì mà Queen đã làm với Ixtrak và cả Abu thì chắc chắn liên minh này sẽ không đứng về phía Kaido. Nhưng nó cũng không đồng nghĩa với việc ngã hẳn về phía Luffy. Nhưng điều làm tôi thật sự chú ý là việc xuất hiện của cả ba tên number. Phải chăng ba tên này sẽ tạo phản Kaido? Với những gì đang diễn ra thì rõ ràng là như thế. Và tôi sẽ nói nhiều hơn về điều này khi chapter ra mắt. Trong khi đó ở một nơi khác, Orochi đã quay trở lại sân khấu và ra lệnh cho Kanjiro kết thúc mọi chuyện bên trong lâu đài của đấu quỷ Onigashima. Và Kanjiro đã tạo ra một con quỷ lửa khổng lồ. Có vẻ như là thánh nằm vùng này muốn dùng con quỷ lửa khổng lồ đó để thiêu rụi tất cả mọi thứ. Trước đó chúng ta đã thấy Asura Doji ở lại ngăn chặn Kanjiro. Và giờ Kanjiro đã xuất hiện thì tôi cũng rất muốn biết tình hình của Asura Doji là như thế nào. Hy vọng cửu hồng bao này có xuất hiện trong chapter 1030. Thông tin tiếp theo và cũng chính là thông tin mà nhiều bạn rất mong chờ, đó là những diễn biến liên quan tới trận chiến giữa Tứ Hoàng Big Mom với hai thanh niên Kick và Law. Vậy là không phải Luffy mà Kick và Law mới là những hải tặc đầu tiên trong số 11 siêu tân tinh đã thức tỉnh được năng lực trái quỷ của mình. Như vậy thì cả Kick và Law chỉ sử dụng tới năng lực thức tỉnh này như một phương án cuối cùng, tức đây chính là sức mạnh tối thượng nhất của họ ở hiện tại. Điều này làm tôi đặt câu hỏi, tại sao khi chiến đấu với Doflamingo ở Dressrosa trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc mà Law vẫn không sử dụng tới năng lực sự thức tỉnh của trái quỷ Obe? Hay thời điểm đó Law đã sử dụng mà chúng ta không biết, Oda không nói tới? Tôi thiên về việc Law không sử dụng hơn, bởi có thể bên cạnh cậu ta vẫn còn đó Luffy Murom. Law tin Luffy đủ sức đánh bại Doflamingo nên đã không sử dụng tới sức mạnh của mình, mà để dành nó cho một Tư Hoàng, cụ thể ở đây chính là Tư Hoàng Big Mom. Law với trái quỷ tối thượng Obe Obe sau khi đã thức tỉnh có thể tấn công Big Mom từ bên trong. Rõ ràng là nó tương tự như Haki vũ trang cấp độ nâng cao đã thương đối thủ trực tiếp từ bên trong. Trên hết với điều này, Law hoàn toàn lại bỏ được điểm mạnh của Big Mom, chính là cơ thể kim cang bất hoại. Đồng nghĩa với việc Big Mom sẽ thật sự bị đả thương trong một vài chapter tới, quá sức ấn tượng. Còn Kick với trái quỷ tự tính Ziki Ziki sau khi đã thức tỉnh có thể biến Big Mom thành một khối 500 khổng lồ. Điều này làm tôi nhớ tới Maneto, ông trùm đầu nát của X-Men. Tôi muốn nói nhiều hơn về sự thức tỉnh của trái quỷ Ziki Ziki mà Kick đang sở hữu. Bởi thật sự nếu Kick có thể biến Big Mom thành một khối 500 khổng lồ, tức là Kick cũng làm được như Law, thậm chí còn đáng sợ hơn khi có thể điều khiển được những kim loại bên trong người Big Mom. Thông tin cuối cùng, thông tin đặc biệt quan trọng đó là tuần sau vẫn có chapter mới, đi kèm với đó là một trang bị màu tuyệt đẹp. Chỉ mới là thông tin nhanh, nói nhiều sẽ mất hay. Hy vọng anh em thích video này, đừng quên like, đăng ký kênh và bấm vào chuông để theo dõi những video mới nhất.